Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng vào 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Life ngày hôm nay. Tôi là Thúy Miền, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và như chúng ta đã biết thì căn bệnh táo bón không phải là căn bệnh quá nguy hiểm, nhưng đặc biệt khi đối với trẻ nhỏ thì nó lại khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng hơn bao giờ hết. Bởi trẻ nhỏ còn chưa nhận thức rõ về vấn đề này, cũng như là khi bị mắc bệnh táo bón thì rất hay quấy khóc và làm nhiều bậc phụ huynh lo lắng mà không biết phải làm sao cả. Chính bởi vì thế, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Nguyễn Phương My sẽ cùng chúng ta đi giải đáp vấn đề này và đưa ra những cái lời khuyên hữu ích cho khán giả của chương trình. Vâng, và xin chào chuyên gia Phương My, và cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình ạ. Vâng, xin chào MC Thúy Miền, xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, và tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được câu hỏi của mẹ Lan Anh sống ở Nghệ An, và câu hỏi có nội dung như sau. Tôi chào chương trình, tôi có con gái đầu là bé gái, bé năm nay được 1 tuổi. 2 tuần nay thì cháu bắt đầu có hiện tượng bị táo bón. Bình thường cháu đi vệ sinh chỉ mất tầm 5 đến 10 phút là xong, nhưng bây giờ có khi mất cả nửa tiếng. Sau khi đi xong, cháu hay khóc lóc, mếu máo, và có khi vừa đi xong lại muốn đi tiếp, nhiều khi chỉ ra ngồi không mà không thể đi được. Tôi rất lo lắng mà không biết phải làm thế nào. Mong chương trình giúp tôi, và tôi xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, và xin mời chuyên gia đưa ra câu trả lời cho vị khán giả của chương trình ạ. Mẹ Lan Anh rất là giỏi, bởi vì là sao? Bé 1 tuổi mà đã tập cho con ngồi vô để đi vệ sinh rồi. Đấy cũng là một cái ưu điểm rất là lớn. Tại bình thường cái tầm tuổi này, các bé thường sẽ đi vệ sinh bỉm luôn và có bóng bỉm thường xuyên. Đấy là một ưu điểm lớn đối với bạn. Còn trường hợp bé bị táo bón ở trong cái lúc giai đoạn này, đa phần là do bé đã bị ăn sai cách từ cái lúc bắt đầu ăn dặm, nó để kéo dài đến khi này, lúc 1 tuổi này, trong vòng 6 tháng trời như vậy, dẫn đến là tình trạng táo bón nó thể hiện ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể rằng là bạn ấy trước đó đã bị ốm dùng kháng sinh dài ngày, và sau đấy không biết bù lại cái lợi khuẩn đường ruột, dẫn đến tình trạng táo bón về sau. Hoặc là do trong quá trình mẹ cho con dùng sữa, dường như đang bắt đầu từ sữa mẹ hoàn toàn chuyển sang một phần sữa bình với sữa công thức, thì pha không đúng cách, pha đặc hơn so với hướng dẫn sử dụng, cũng dẫn đến bé bị tình trạng táo bón như tình trạng hiện nay như vậy. Đấy, nghĩa là mẹ nêu vấn đề nó chưa được rõ ràng lắm, thì mình đã phân tích lại. Có thể rằng bé bị nguyên nhân như vậy dẫn đến vấn đề táo bón. Vâng, và thưa chuyên gia, thì không biết là đối với trẻ nhỏ mà tầm độ tuổi tầm 1 tuổi đó, thì không biết là có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng táo bón ở trẻ, cũng như là có cái dấu hiệu nào để ta dễ dàng nhận biết không ạ? Đối với táo bón ở trẻ em thì cái nguyên nhân đầu tiên thì kể đến đó là bé bị thiếu nước. Rất nhiều bé bị thiếu nước, hỏi lượng nước bé ngày bé được uống được bao nhiêu thì bố mẹ không biết ngày uống được bao nhiêu nước, thậm chí có ngày bố mẹ còn quên nước, không cho con uống nước và chỉ có uống một chút như trái cây thôi, như thế là thiếu nước của các bé rồi. Đấy, cái nguyên nhân thứ hai đối với những trẻ mà đang ăn với chế độ ăn riêng, đó là bố mẹ cho bé ăn sai cách. Sai cách ở đây là như thế nào? Là do bé ăn trong bát cháo của con, cái hàm lượng chất xơ nó không đủ, làm lượng đạm quá cao. Mình khám cho nhiều bé bị táo bón tầm này, bát cháo của con, một bát con cháo của con mà mẹ cho đến nửa lạng thịt, thì nó cũng là một nguyên nhân lên táo bón. Quá nhiều lượng đạm, phần rất là thối, cộng với đi rất là khó, nó cứng lại. Dù kháng sinh phân lâu ngày thì phân tích kỹ hơn, nó là do là nó diệt đi cái lợi khuẩn đường ruột, và mình không biết cách mình bù lại cái lợi khuẩn đường ruột đấy cho con, dẫn đến là nó loạn khuẩn đường ruột lên và dẫn đến vấn đề táo bón.
và cái dấu hiệu để nhận biết cái vấn đề táo bón của con thì từ nguyên nhân như vậy, cái dấu hiệu thì xem bé đi vệ sinh có khó không, đấy, con có bị đau không, con có khóc không, con bị chảy máu không. Có những bạn nhỏ hơn thì bạn có đi vệ sinh được đều đặn hàng ngày hay không, đấy là những cái dấu hiệu để nhận biết rằng bé có bị táo bón hay không. Còn cái nguyên nhân mà ít xảy ra nhất đối với các bé về vấn đề táo bón đó là nguyên nhân về bệnh lý. Bệnh lý tức là những cái bệnh bẩm sinh như phình đại trực tràng, dài đại trực tràng, đấy là những nguyên nhân về vấn liên quan đến bệnh lý. Thì cái đấy cần phải can thiệp, của mình phải đi kiểm tra rồi xem có can thiệp phẫu thuật được không hay là phản luyện dần dần cho bé. Vậy thì không biết là cái tình trạng táo bón ở trẻ em ấy mà kéo dài lâu thì nó gây ra những hậu quả như thế nào và nó nguy hiểm cho bé như thế nào, thưa chuyên gia? Hậu quả về táo bón thì nhìn nhận ngay, những cái nhìn nhận rõ nhất đó là bé bị chảy máu khi đi vệ sinh, thành ra bé sợ đi vệ sinh và dần dần bé sẽ thành trở thành là táo bón tâm lý, vừa táo bón liên quan đến thực thể vừa táo bón tâm lý, như thế là khó điều trị hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là bé rất là đau hay là rát, như thế là ảnh hưởng đến cái tâm lý và sức khỏe của bé hiện tại. Đấy là cái nhìn nhận đầu tiên thì nhìn thấy rõ nhất. Còn ảnh hưởng về sau lâu dài hơn, có thể rằng bố mẹ mình không để ý mấy đâu. Đó là liên quan đến khi mà bé bị táo bón nặng, dẫn đến phân phân rất là to. Phân phân to cái trực tràng của bạn ấy giãn ra, cái cơ tròn hormone môn nó mất đi cái chức năng, dẫn đến là dễ bị trĩ về sau. Đấy. Còn khi mà cái việc táo bón mà dẫn đến cái phân nó ứ đọng trong cơ thể, cái phân là cái gì mình ăn vào mình đào thải ra ngoài, có nghĩa là những chất cặn bã mình đào thải ra ngoài như vậy mà nó ứ đọng trong cơ thể đến cả tuần trời thì làm sao nó sẽ dễ bị nhiễm khuẩn ngược về lên trên. Đấy. Dễ bị các bệnh về đại trực tràng về sau như là viêm đại trực tràng, nặng hơn nữa thì có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng. Là có rất nhiều cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón ở trẻ. Vậy thì chuyên gia hãy đưa ra một cái lời khuyên về cái cách đề phòng phòng tránh bệnh táo bón ở trẻ cho các vị phụ huynh có thể nắm rõ được không ạ? Để mà đề phòng về táo bón thực ra rất đơn giản, nó không khó khăn gì cả. Thế nhưng mà thường là mình ít chú ý vấn đề liên quan đến đề phòng, mà khi bị rồi mà thậm chí là không hỏi ý kiến chuyên gia ngay mà cứ tự ý điều trị. Đấy. Thành ra nó cứ nặng nề mãi về sau nhá. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách thứ nhất là đề phòng. Và cách thứ hai là khi mà đã bị nhẹ nhẹ một chút như là bắt đầu hiện tượng rồi thì mình phải làm gì đối với các bạn nhỏ. Thì các bạn nhỏ bây giờ bạn ấy chỉ biết khóc thôi, bạn ấy không biết làm gì cả nhá. Thì nhất là để đề phòng thì đối với các bạn tầm 1 tuổi như này, các bạn đang có chế độ ăn riêng thì trong bát cháo của con đấy phải đầy đủ các nhóm vi chất dinh dưỡng để nó làm sao để cái hoạt động đường tiêu hóa được trơn tru, nó được hiệu quả nhất. Thì trong bát cháo thường đối với các bạn tầm 1 tuổi thì khi đấy mỗi bữa của bạn ấy sẽ tầm khoảng 1 bát con cháo thôi. Có những nhà cho ăn nhiều lắm nhưng không nên nhá, bởi vì sao ăn nhiều bọn không hấp thu được hết đâu. Đấy, thì là 1 bát con cháo, trong 1 bát con cháo đấy nó gồm những cái gì? Nó gồm khoảng độ 1/3 lạng thịt, tôm, cua, cá, các loại thay đổi liên tục nhé, không phải kèm nào cũng ăn thịt. Đấy, nó khoảng 30g gram 1/3. Đấy, tương ứng với nó sẽ khoảng độ 30-40g rau. Thì nhà mình đong đo bằng cách rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình lấy cân ra mình đong khoảng 40g rau, xong mình băm, 1 tuổi băm nhuyễn rồi, băm nhuyễn ra, xong mình xúc thử thiệt là bao nhiêu thiệt, mình ước lượng là xong mình cân đo đong đếm nữa, chứ không bảo nghĩ ngày nào cũng phải cân đo đếm khó quá không làm được đâu. Như thế là không tốt cho bé. Đấy. Trong cái bát cháo của con đấy phải có dầu mỡ lượng dầu nhất định nhá, khoảng 5-10g tùy từ bé chứ, và cho con một chút nấm vào. Đấy là trong một bát cháo hoàn hảo đối với bé tầm giai đoạn 1 tuổi này. Đấy. Ngày các bé có thể ăn 3 bữa như vậy, kèm theo đó là bé cần phải con bổ sung lượng lợi khuẩn thường xuyên, đó là từ sữa chua. Nhá. Sữa chua thì cố gắng các mẹ lưu ý đến cái phần hạn sử dụng.
Bởi cho mình rằng là cái lợi khuẩn đường ruột nó sống tốt nhất khi mà nó bắt đầu nó lên men, nó phân chia rồi nó nhân lên, khi đấy là mới. Và sau đấy thì mình phải cái đất cũ thì mình không nên dùng đấy. Thứ liên quan đến ăn uống này, và sau này thứ hai nữa là cái vấn đề uống nước của con phải bổ sung nước đủ đủ liều lượng đấy nhá. Còn đối với sữa phải pha đúng đấy. Đấy là luyện tập thể dục thể thao ngày cho bé thôi, cách cho bé một tuổi nó bị đi rồi cho bé đi thật nhiều và tập thể dục buổi sáng cho các bé. Đấy là những phương pháp để mà phòng tránh cái bệnh táo bón. Còn khi bé bắt đầu không táo bón gì thì ăn một chút liên quan đến nhuận tràng tự nhiên như là khoai lang, như là quả bơ, như là rau khoai lang, rồi là rau mùng tơi để nhuận tràng lên. Vâng, và cảm ơn chuyên gia Phương My với những chia sẻ rất là cụ thể cũng như là gần gũi với khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Và hy vọng qua những chia sẻ chuyên môn của chuyên gia Phương My vừa rồi thì mẹ Lan Anh cũng như là khán giả của chương trình đã có thêm cho mình những cái thông tin để có thể đề phòng căn bệnh táo bón cũng như là có những cái giải pháp phù hợp và cụ thể nhất đối với từng trường hợp của con mình. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0826 212 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây là hết. Và xin cảm ơn chuyên gia Phương My đã có mặt tại chương trình với những chia sẻ rất bổ ích vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Vâng, và quý vị hãy nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là nhận thông báo nếu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.